Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đề học văn là cơ sở toán học. Ba tín chỉ là 45 tiết. 45 tiết là chúng ta học trong 4 ngày rưỡi. Một ngày 10 tiết. Trước hết giới thiệu về cái nội dung học phần. Về mục tiêu, để tóm tắt. Và các cái nhiệm vụ của học viên. Mục tiêu của học phần thì về kiến thức. Về kiến thức là học viên sẽ biết được, nắm được các cái kiến thức cơ bản về cấu trúc đại số, về đại số sơ cấp, về hình học sơ cấp. Thì những cái kiến thức này là cái cơ sở nền tảng cho việc dạy học các yếu tố số, đại số và hình học trong cái chương trình môn toán tiểu học. Chúng ta biết theo cái chương trình mới 2018 thì là chương trình môn toán tiểu học được phân thành là ba cái yếu tố, cái nội dung ba yếu tố là tức là phân theo cái nội dung là số, đại số, hình học đo lường và thống kê sản xuất. Thì học phần này là cung cấp cho cái phần cơ sở của các yếu tố đại số, số đại số và hình học. Về kỹ năng tức là vận dụng các kiến thức để dạy các bài tập cơ bản liên quan đến cấu trúc đại số, các như cấu trúc nửa nhóm, cấu trúc vì nhóm, cấu trúc nhóm. Rồi chỉ ngang đó thôi, còn cái này là không còn này, bên bên trường này thôi. Bên bên trường này thì được đối tượng khác. Rồi cái này thôi. Phương trình bậc nhất, hệ phương trình tuyến tính. Là giải cái bài phương trình bậc nhất liên quan đến cái bài toán từ bích sơ sơ cộng 1 bằng 2 để hệ phương trình tuyến tính được liên quan bài toán là tổng tỷ hiệu tỷ 4 5 5. Phương pháp Gao, phương pháp Gao tức là nó tổng hợp lên từ cái phương pháp thể và phương pháp cộng đại số. Bản chất của nó là phương pháp thể, phương pháp cộng đại số chúng ta học cấp 2 rồi, nhưng mà bây giờ đại học thì học tổng quát hơn. Phương pháp Gao. Rồi cả bài toán tính diện tích, thể tích của một số hình đơn giản. Vận dụng các kiến thức đại học vào phân tích chương trình toán tiểu học. Rồi cả rèn luyện các kỹ năng phân tích so sánh làm việc nhóm, đấy, tư duy phản biệt. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm thì tự học, tự nghiên cứu là chủ yếu, làm việc độc lập, có khả năng hợp tác, làm việc nhóm, trình bày và thuyết trình. Thường là cái phần này á, là chúng ta sẽ trình bày và thuyết trình ở cái bài kiểm tra số 2, bài nhóm đấy. Tóm tắt nội dung phần thì gồm có 3 phần rõ ràng. Phần 1 là các cấu trúc đại số. Cấu đại số thì gồm có những cái nội dung như là định nghĩa phép toán hàng ngôi, tính chất của phép toán hàng ngôi, định nghĩa ví dụ tính chất, cấu trúc nửa nhóm, vì nhóm, nửa nhóm con, vì nhóm con, tức là cấu trúc đại số và cấu trúc con, cấu trúc nửa nhóm, vì nhóm, cấu trúc con. Cái phần đồng cấu thì thôi, chúng ta bỏ qua. Có cấu trúc nhóm, cấu trúc nhóm con là tiêu chuẩn nhận biết nhóm con. Phần vận trường thôi. Về đại số sơ cấp thì chúng ta phương trình bậc nhất một ẩn để chúng ta từ chủ yếu là cái phần này là học phương pháp Gao giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát và ứng dụng vào việc giải toán tiểu học. Về hình học sơ cấp thì có cái phần này học về định nghĩa, lại giới thiệu về các cái định nghĩa về hình đa dạng, về diện tích, về hình đa diện và thể tích. Chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là một hình vuông, định nghĩa chỉ sáng, hình lập phương. Tức là những cái hình mà chúng ta dạy cho học sinh ở tiểu học, nhưng mà lâu nay chúng ta chưa đọc được, chưa biết được cái định nghĩa của nó. Chúng ta chỉ mới biết cái mô tả, chứ còn chưa biết cái định nghĩa chính xác của nó như nào. Bây giờ chúng ta sẽ học chính xác. Về phương pháp hình thức tổ chức dạy học, chủ yếu là phương pháp thuyết trình, đúng không? Nếu vấn đề, rồi đàm thoại, rồi có những lúc có thảo luận. Thảo luận đi ăn nhóm đã thảo luận, các cái nhóm sẽ thảo luận với nhau về bài tập.
hình thức đi trực tuyến. Nhiệm vụ của sinh viên tham gia đầy đủ, chuyên cần tham gia đầy đủ. Thực ra ở đây trước đấy là người ta bảo là tối thiểu 85, hiện nay là cũ cái luật cũ, quy chế cũ là tham dự đầy đủ tối thiểu 85 mới được thí ạ. Nhưng mà bây giờ thì mọi người mà bệnh người có thể vắng hẹn được, nhưng mà một chuyên cần là không có điểm đấy. Tức là chúng ta không cần học, chúng ta đi thi được, nhưng mà cái điểm quá trình là chúng ta không có. Thì bây giờ học theo tính gì của người ta tính là theo cái 40% điểm quá trình, và điểm thi sau này chúng ta thi tập trung là 60%. Còn bây giờ anh học gì hết thì cái phần điểm quá trình là không có, để mà tích lũy vào cái cuối cùng đó. Thang điểm 10 chính xác đến 0,1, bây giờ điểm của chúng ta là 7,1, 7,2, 8,3, 8,5, chính xác 0,1. Có như thang điểm 100 nữa. Phần đầu tiên chương 1 các cấu trúc đại số, thì đầu tiên là giới thiệu về cái phép toán hai ngôi. Định nghĩa đầu tiên, thế nào là phép toán hai ngôi? Thì phép toán hai ngôi trên một cái tập hợp Xer làm tập hợp bất kỳ nào đây đó, thì phép toán hai ngôi trên tập hợp Xer là một cái ánh xạ đi từ tập tích đề các x nhân x vào x, mà với mỗi cặp xy thuộc cái tập tích đề các đó, tập tích đề các là tập tích đề cặp xy mà nó đó xy thuộc x đó. Mỗi cặp xy đó thì xác định duy nhất một phần tử thuộc x, ký hiệu là x sao y, thì sao ký hiệu sao ngôi sao đó gọi là phép toán hai ngôi trên x. Tất nhiên trên x thì có thể có nhiều phép toán hai ngôi, cho nên người ta mới ký hiệu x phẩy sao mở ngoặc đóng ngoặc để chỉ là trên tập x được trang bị phép toán sao. Hãy nói cách khác là chúng ta đang xét phép toán sao trên tập hợp x, vì trên tập hợp x này có thể có nhiều phép toán sao. Ví dụ đầu tiên, ví dụ đơn giản cái phép toán mà 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, phép toán cộng bình thường đó là một cái phép toán hai ngôi trên tập hợp số tự nhiên n đó, và biểu hiện của nó dưới dạng ánh xạ là như vậy. Cái phép cộng đi từ tập tích đề các n nhân n vào n, mà với mỗi nó xác định như vậy, với mọi cặp số tự nhiên mn thì bao giờ cũng xác định được một cái số tự nhiên duy nhất là tổng của hai số tự nhiên đó. Phép cộng hai số tự nhiên, phép cộng thông thường đấy trên tập hợp số tự nhiên là một cái phép toán hai ngôi trên tập hợp số tự nhiên. Thì câu hỏi đặt ra là phép trừ, bây giờ thay dấu cộng bằng dấu trừ thì có được không? Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được phép trừ không phải là phép toán hai ngôi trên n. Chúng ta hay nói cộng trừ nhân viên, nhưng mà theo cái định nghĩa phép toán hai ngôi này chỉ có phép cộng thôi. Còn phép trừ là vì sao? Ví dụ như lấy 1 trừ 2 làm sao được? M nếu như mà đây là dấu trừ, M bằng 1, N bằng 2, 1 trừ 2 đâu có thuộc cái N này nữa. Nó không thuộc cái N này nữa. 1 trừ 2 là ấm rồi. Vì lý do đó mà người ta phải muốn phép trừ biểu tên phép toán hai ngôi, thì một trong những cái lý do mà phải mở rộng cái tập hợp số, thì đó là mở rộng cái tập hợp số nguyên. Khi mở rộng lên tập hợp số nguyên thì phép trừ là một phép toán hai ngôi trên tập hợp số nguyên. Vì hai số nguyên bất kỳ bao giờ trừ được với nhau, xác định luôn là xác định. Còn nếu chỉ trên tập hợp số tự nhiên thôi thì phép trừ không phải là phép toán hai ngôi trên n. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy, còn dễ dàng có cái ví dụ khác nữa là ví dụ phép nhân chẳng hạn. Ví dụ thay dấu cộng này bằng phép nhân đó. Thì phép cộng và phép nhân nhân 1 cộng 1 bằng 2, 2 nhân 3 bằng 6, còn nhân bình thường đó, đó là phép toán hai ngôi trên n. Và cái phép toán này chúng ta dạy cho học sinh ngay từ lớp 1, 1 cộng 1 bằng 2 ngay từ lớp 1, xong đến qua lớp 2 thì nhân 2 nhân 2 bằng 4, đó là những phép toán. Nhưng mà nó được biểu hiện dưới dạng ánh xạ là như vậy.
nó là một xa đi từ tập tích đề các n nhân n và n. Tính chất của phép toán hàng ngôi thì những cái tính chất này cũng đang đã dạy cho học sinh từ lớp 2. Đó là tính chất, những cái tính chất này tính chất kết hợp và tính chất giao hoán. Cho tập x về phép toán sao, từ khi đã phép toán sao gọi là có tính chất kết hợp, nếu với mọi x z nó có thỏa mãn cái đẳng thức này, chất kết hợp tức là chúng ta có thể mở ngoặc ở đâu cũng được. X sao mở ngoặc y sao z bằng x sao y mở ngoặc đóng ngoặc sao z. Chúng ta biết cái thứ tư thực hiện các phép toán ấy, khi có dấu ngoặc thì nó ngoặc phải làm trước, còn không phải làm từ nếu có phép nhân kia cộng trừ thì nhân kia được cộng trừ sáu, nếu có chắc cộng trừ nhân kia làm từ trái sang phải. Nếu chúng ta dùng ngoặc thì là chúng ta phải làm trong ngoặc trước. Tính chất giao hoán, nếu như x sao y bằng x sao x thì những cái tính chất này là chúng ta ở vì tư duy của học sinh tiểu học là nó trực quan, cho nên ví dụ những cái chữ là giao hoán thì chúng ta chưa nhắc cho học sinh lớp 2 mà lên đến lớp 4 mình nói là tính chất giao hoán. Nhưng ở lớp 2 là trình bày dễ dàng ẩn, ví dụ như chúng ta có cái quy tắc là tức là được phát biểu dễ dàng quy tắc các cái tính chất, các cái định lý định nghĩa các cái tính chất đều ở tiểu học là không có definition, không có định nghĩa đâu, không có property, không có tính chất mà là dạng quy tắc thôi, thành root nó. Ví dụ quy tắc là muốn khi đổi chỗ hai cái số hàng thì tổng không đổi, hoặc là khi đổi chỗ hai thừa số thì tích không đổi. Nhưng mà đó chính là tính chất gọi là giao hoán. Hoặc là ví dụ như muốn khi mà chúng ta cộng một dãy một có hai con ba đấy mà ngoặc đóng ngoặc ấy, thì tính chất kết hợp đó thì chúng ta có thể cộng đóng ngoặc cũng được, ví dụ một cộng hai cộng ba đơn giản đó, thì chúng ta có thể là mở ngoặc ở chỗ nào cũng được. Nhưng cái này quy tắc này chúng ta phát biểu cho sinh ví dụ như một cộng hai rồi xong như này rồi xong cộng ba, thì tất nhiên học sinh làm trong ngoặc được đó, là thành ba cộng ba, ba cộng ba là bằng sáu. Nhưng mà cái này cũng có thể là việc là cái tính chất của nó có thể là học sinh có thể lấy là một cộng hai được, còn như này lúc hai cộng ba là bằng một cộng năm cũng bằng sáu. Đó là tính chất kết hợp. Tính chất kết hợp cũng phép cộng, phép nhân tương tự cũng có tính chất kết hợp với giao hoán. Như vậy ở đây chúng ta có ví dụ như cả phép toán cộng và nhân thông thường, phép toán cộng và phép toán nhân thông thường trên tập hợp số tự nhiên là có các tính chất kết hợp và giao hoán. Thực ra cái tính chất ý nghĩa của cái việc mà chúng ta dạy cho học sinh những cái tính chất này đem gì thì chúng ta dễ dàng nhận ra được, đúng không? Để thực hiện cái phép toán thuận tiện nhất, hoặc là thực hiện bằng, ví dụ như ở bên bà trên cái slide là tôi đang thực hiện bằng hai cách đấy, để thực hiện phép toán bằng nhiều cách, hoặc là chúng ta có thể để thực hiện về phép toán mà một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất. Ví dụ như cái phép toán như này, hai nhân dài 7 rồi nhân 5 nhân 2. Thực hiện phép toán này 2 nhân 7 nhân 5 thì học sinh là 2 nhân 7 14 rồi 14 nhân 5 được, nhưng mà lấy 2 nhân 5 bằng 10 mau hơn 17 70 2 nhân 5 bằng 10 mà nhân hơn 2 nhân 5 nhân 7 nhân hơn. Thực hiện phép toán một cách nhanh nhất, hoặc là tính nhanh tính nhầm tính nhầm thì có thể lấy 2 nhân 7 14 được, 1 x 5 là lâu hơn là 2 x 5 10 10 7 10.
thì mình nhờ có tính chất ở đây là chúng ta thực ra từ cái dầu băng này này, mình có cái dầu băng này này đó, thì chúng ta phải dùng cái tính chất vừa kết hợp vừa gia hoãn, tức là 2 × 7 × 5, đúng ra là 2 × 7 trước đó, nhưng mà chúng ta lấy đổi chỗ đây 7 × 5 đây đó, 2 × 7 × 5 ạ, chúng ta là thực hiện đầu tiên 2 × 7 × 5 mà bằng cái kia đúng không, thì chúng ta đổi chỗ cái nào. Ở đây là có nhiều, chúng ta đã sử dụng nhiều cái tính chất đó, chứ không phải là chỉ đơn giản mà chúng ta có 2 × 7 × 5 bằng 10 × 7 = 70 đâu. Đó. Thì ở đây là chúng ta phải đổi này, đúng ra là như này này, phải làm như này được này. Đó. Đúng ra như này 2 × 7, nhưng mà ở đây á, là chúng ta đã dùng tính chất kết hợp, tức là bằng 2 × 7 × 5, chúng ta đã làm cho cái này. Đó. Đó. Nhưng mà 7 × 5 ạ, thì chúng ta sẽ làm gia hoãn, do tính chất gia hoãn cho nên cái này là 2 × 5 × 7 này. À, đây tính chất gia hoãn này. À, đây là tính chất gia hoãn này. Ghi cho băng đầu tiên á là tính chất kết hợp này, cái này thì là tính chất kết hợp này. Còn cái này thì là do tính chất gia hoãn này, do x nhân y bằng y nhân y này. Rồi sau đó tính chất kết hợp tiếp là bằng 2 × 5 × 7. À, tính chất kết hợp tiếp mới bằng 70. Như vậy phải sử dụng là ở đây tính chất kết hợp này, ở qua đây là tính chất gia hoãn này, trong hoặc là ở đây tính chất kết hợp này, chúng mình có được cái như này. Chứ không phải là tự nhiên có cái 2 × 5 × 7 đó. Nếu cái phép toán này mà là phép toán này mà toán nhân này nó không có tính chất gia hoãn, nó không có tính chất kết hợp, chúng ta có thể làm như này được. Thì ở đây chúng ta phối hợp kết hợp cả hai phép toán, tính chất gia hoãn tính chất kết hợp thì mới ra kết quả là tính nhân như vậy, tính nhân tính nhóm như vậy. Thì ý nghĩa của nó gì thì tính thực hiện phép toán bằng nhiều cách, hoặc là thực hiện phép toán cách nhân nhất, hoặc là sử dụng được tính nhân tính nhóm. Tiếp theo là cả cái phần tử đặc biệt trong cái phép toán cộng và phép toán nhân. Ở tiểu học thì chúng ta khi dạy học sinh thì chúng ta có cả quy tắc, các cái quy tắc mà ví dụ khi nhân với 1, số nào nhân với 1 cũng bằng gì nó. Vì thế không có bằng cộng với 1. Và chúng ta chỉ ô vuông là số nào nhân với 1 bằng gì nó, mà bằng cộng dương từ 2 trở lên thôi. Đó. Thì vai trò của số 1 đối với phép nhân thì giống như vai trò của số 0 đối với phép cộng. Đó. Bên phép nhân số nào nhân với 1 thì cũng bằng gì nó. Thì bên phép cộng đấy, số nào cộng với 0 cũng bằng gì nó. À, và cái số 0 và số 1 đối với phép nhân, số 1 đối với phép cộng thì người tổng quát lên là thành cái phần tử A gọi là phần tử trung lập, phần tử trung hòa của phép toán sao. Nếu với mọi x thuộc x thì x sao A bằng A sao x bằng x, hay nói khác thì phần tử nào mà sao với A cũng bằng chính nó, phần tử x nào mà sao với A thì cũng bằng chính nó, cũng bằng x. Đó. Thì gọi là phần tử trung hòa. Thì phần tử trung hòa là tổng quát lên từ cái số 1 đối với phép nhân hoặc là số 0 đối với phép cộng, được gọi là phần tử trung hòa. Cái phần tử mà khả đối xứng hay còn gọi là phần tử đối xứng, phần tử mà khả đối xứng tức là nó khả là có, phần tử khả đối xứng là có đối xứng, khả này là có. Giả sử phép toán sao mà có phần tử trung hòa A thì khi đó x phẩy x được gọi là khả đối xứng nếu nó có x phẩy là phần tử đối xứng của x, tức là x phẩy nó thỏa mãn công thức là x sao x phẩy sao x bằng A. Khi đó x phẩy gọi là phần tử đối xứng của x. Thì ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần tử trung hòa và phần tử đối xứng, chứ không cần một bên, nó là bên phải bên trái đúng không? Không hình là hai bên. Tức là còn nếu như mình chỉ có một đẳng thức thì gọi là trung hòa trái, trung hòa phải, hoặc là đối xứng trái, đối xứng phải, nhưng mà ở đây chúng ta đối xứng luôn, tức là đối xứng cả hai bên, phần tử trung hòa là trung hòa hai bên. Đó. Vì có cái phép toán sao, có những cái phép toán mà nó không có tính chất gia hoãn hạt, có nhiều phép toán không có tính chất gia hoãn. Nhưng mà phần tử trung hòa là phải gia hoãn với mọi phần tử. Ví dụ như chúng ta nhìn ở định nghĩa trên đây, x sau a bằng a sau x, tức là phần a này này, phần tử trung hòa a này này, nó phải giao hoãn với mọi phần tử,
Từ X sao E và E sao X. Thì trong khi đó bản thân làm sao chưa chắc là có, chưa chắc là định nghĩa giao hoán, nhưng cái phân tử trung hòa là phải giao hoán với mọi phân tử. Cái phần đối xứng này thì ở tiểu học chỉ xuất hiện ở lớp 4, tức là khi mà lên lớp 4 còn lớp 1, lớp 2, lớp 3 là chưa. Vì sao mà lên lớp 4 thì chúng ta tí nữa chúng ta có cái ví dụ. Đối với phép toán trên tập x mà ký hiệu theo lối cộng thì phần tử trung hòa gọi là phần tử không, ký hiệu giống số 0 này, hoặc là 0x cũng nghĩa 0 của tập x. Còn đối với cả phép toán mà ký hiệu theo lối nhân thì phần tử trung hòa gọi là phần tử đơn vị, ký hiệu giống số 1. Thì ở đây là cái ví dụ hai cả cái ký hiệu này là nó dựa vào cái trường hợp tổng quát. Cái ký hiệu này là ký hiệu là trường hợp tổng quát của cái phép cộng thông thường các số tự nhiên và phép nhân thông thường các số tự nhiên. Hay nói khác, cái số 1 đối với phép nhân, số 0 đối với phép cộng, đó là một trường hợp đặc biệt. Đó là một trường hợp đặc biệt, tức là một trường hợp riêng lẻ của cái phần tử trung hòa mà người ta định nghĩa tổng quát. Đó. Đối với phép cộng thì ký hiệu là 0, giống số 0 này, hoặc là 0x là 0 của tập x. Còn đối với phép nhân là gọi là đơn vị, phép nhân thì gọi là đơn vị, trung hòa gọi là đơn vị, và nó ký hiệu số 1 hay là 1 của tập x. Phần tử nghịch đạo là 1 trên x, và khi mà có phần tử nghịch đạo thì gọi là khả nghịch, khả đối xứng thì gọi là khả nghịch, khả đối xứng thì gọi là khả nghịch, đối xứng thì gọi là nghịch đạo. Đối với phần nhân đối xứng thì gọi là nghịch đạo. Ở lớp 4 thì khi học đến phần phân số mình có khái niệm phân số nghịch đạo. Còn lớp 1, lớp 2, lớp 3 chỉ phép cộng và phép nhân thôi thì nó không có cái đối xứng. Ví dụ như 1 cộng mấy bằng 0, 2 cộng mấy bằng 0, 1 biệt cộng mấy bằng 0 ấy, đấy, không có mấy cũng có. Một mà lên đến lớp 4 thì có nghịch đạo của 1/2 là 2, nghịch đạo 2/3 là 3/2 thì có một phần tử. Mới có phần tử khả nghịch mà chỉ có tiểu học chỉ xuất hiện ở cái phần phân số đó thôi, là mình có nghịch đạo thôi, còn lập cả số tự nhiên thì không có. Chúng ta xem cái ví dụ thì trong cái ví dụ này chúng ta rất dễ nhìn thấy được nữa. Đối với phép n cộng, tức là có nghĩa là xét phép cộng có số tự nhiên, là phép cộng có tính chất giao hoán, có tính chất kết hợp, có phần tử trung hòa là 0, và 0 là phần tử khả đối xứng duy nhất. Chỉ có 0 cộng 0 bằng 0 thôi. 1 cộng mấy bằng 0? 1 cộng mấy bằng 0 hay 2 cộng mấy bằng 0? Không có. Chỉ có 0 cộng 0 bằng 0. Tức là 0 là phần tử khả đối xứng duy nhất, và phần tử đối xứng của 0 là chính nó. Đối với phép nhân thì tương tự, phép nhân có tính chất giao hoán, có tính chất kết hợp, có phần tử đơn vị là 1. Là vì mấy nhân 1 bằng chính nó. Số nào nhân 1 bằng chính nó. Phần tử đơn vị là 1, và 1 là phần tử khả nghịch duy nhất. Chỉ có 1 nhân 1 bằng 1, 2 nhân 7 bằng 1, không có. 5 nhân 7 bằng 1, không có. 5 nhân 7 bằng 1, chỉ có 1 nhân 1 bằng 1. 1 là phần tử khả nghịch duy nhất. Đến kia 0 là phần tử khả đối xứng duy nhất. Lên để cái lập 4 cái phân số này, khi mà xét cái tập hợp cả cái phân số, tập hợp cả cái phân số, thì mình tức là tập hợp cả số hữu tỉ không ấm, tập hợp số hữu tỉ dương đó, thì những cái phân số dương đều có phân số nghịch đạo, mà có khả nghịch được. Còn đối với tự nhiên, n là một tự nhiên, thì cái khái niệm mà khả đối xứng và khả nghịch là nó không có, nó chỉ có 0/1. Cái phần tử mà đối xứng khả đối xứng thì lấy tập hợp phương nguyên thì rõ ràng nhìn thấy phần tử đối xứng của x là trừ x, dễ dàng nhìn thấy được. Còn q đó, đây cái phần nhân này, q là tập hợp số hữu tỉ, phân số đấy. Giả hóa kết hợp của phần tử đơn vị là 1, mọi phần tử khả không đều khả nghịch, mọi phân số khả không. Hay là đối tiểu học thì chúng ta đang học phần dương thôi, mọi phân số dương đều có phân số nghịch đạo. Phần tử nghịch đạo của x là 1 trên x, của 2 là 1 trên 2, 3 là 1 trên 3. Đó. Còn của 1/2 thì ngược lại, 1/2 là 2. Kiểu x 1 trừ 1. Thì cái đó là cái khái niệm, cái ví dụ về
cái tính chất giao hoán kết hợp phân tử trung hòa và phân tử khả đối xứng. Ví dụ trong cái phép toán hai nguồn. Rồi chúng ta đã nghỉ lao.